Tàu vũ trụ NASA bị tấn công bởi vật thể sáng loà chưa từng thấy. Khi xem xét dữ liệu từ thợ săn ngoại hành tinh TESS, các nhà khoa học đã gặp phải thứ không phải hành tinh mà là một chùm sáng chói lòa từ vật thể không thể định nghĩa. TESS, chiếc tàu vũ trụ mang siêu kính viễn vọng không gian, làm nhiệm vụ săn tìm các ngoại hành tinh có khả năng sống được, vừa bắt được một vật thể thiên văn hoàn toàn mới gọi là vi tân tinh Micronova. Vi tân tinh là những sự kiện cực kỳ mạnh mẽ nhưng có quy mô nhỏ đối với quy mô thiên văn. Tờ Science News trích dẫn kết luận của nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Simon Scaringi từ Đại học Durham, Anh. Nhóm nghiên cứu cho hay họ đang phân tích dữ liệu từ TESS thì phát hiện 3 chùm sáng chói lòa đến từ 3 hệ sao đôi TV Columbia, EI Ursae Majoris và Azaz SN19BH. Các chùm sáng chính là các vi tân tinh. Hai vi tân tinh đến từ các sao lùn trắng đã biết, TV Columbia và EI Ursae Majoris. Nhưng vi tân tinh thứ 3, Azaz SN19BH, cần nhiều quan sát hơn với thiết bị X-Shooter trên kính viễn vọng Very Large VLT của ESO để xác nhận tình trạng sao lùn trắng của nó. Vi tân tinh thể hiện trong dữ liệu kính viễn vọng như những chùm tia quang học chói lọi kéo dài trong vài giờ. Nó xảy ra ở các cực từ của sao lùn trắng, nơi hydro được tích trữ. Nguyên nhân là các sao lùn trắng này trước đó đã có hành vi ma cà rồng hút máu người bạn đồng hành. Thỉnh thoảng chúng bị quá tải và tạo ra các vụ nổ nhỏ, chính là vi tân tinh. Sự kiện này rất mạnh mẽ, nhưng nhỏ hơn nhiều siêu tân tinh là vụ nổ cuối đời xé toạc sao lùn trắng. Sao lùn trắng chính là một dạng xác chết sao được tạo ra sau khi một ngôi sao giống mặt trời cạn năng lượng, sụp đổ sau một thời gian bị trương phình thành sao khổng lồ đỏ. Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature. Từ khoa học.tv, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày.